Hi guys, cô chào tất cả các em. Bài học ngày hôm nay cô sẽ chữa cho chúng ta bài đọc điền đọc hiểu nha. Bài hôm nay thì cô chọn những bài khá là dễ và những cái bài này đã xuất hiện trong bài thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2022. Cô chào Ngô Ngọc Hân, cô chào Hà Ni. Do bây giờ mới là đầu khóa 2K6 cho nên cô sẽ cho những bài nó dễ 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 thôi để cho các bạn đỡ sợ. Sắp tới thì cô sẽ khai giảng khóa từ vựng đọc hiểu. 15 tháng 8 này cô sẽ khai giảng khóa từ vựng đọc hiểu. Là những bạn nào mà quan tâm đến từ vựng đọc hiểu hay là từ vựng của chúng ta chưa tốt, chúng ta chưa có kỹ năng đọc. Đó, mình chưa biết là đọc như thế nào để cho vừa nhanh lại vừa trả lời đúng thì các em có thể tham khảo khóa từ vựng đọc hiểu của cô nha. Cô chào Duyên, cô chào Trịnh Thư. Ba bài cô cho trong ngày hôm nay thì đều đã là ra rồi. Đó, đều đã thi trong đề thi năm ngoái rồi các bạn nhá. Trong lúc đợi các bạn vào thì cô sẽ cho câu số 1, câu số 2 lên đây để chúng ta nhìn cho nó dễ. Đây. Cô chào Huỳnh Tấn Tài, cô chào Lan Anh, cô chào Vũ Thanh Vân. Các bạn đã làm đề rồi đúng không? Các em đã làm rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhỉ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn. Phần đọc điền đọc hiểu trong bài thi ấy thì các em lưu ý cho cô là cái phần đọc điền đọc hiểu nó sẽ có 5 câu và trong đấy là sẽ có 3 câu về ngữ pháp. 3 câu ngữ pháp ở đây có thể là ngữ pháp về đại từ này, ngữ pháp về liên từ, trạng từ liên kết và ngữ pháp về lượng từ. Thì 3 câu ngữ pháp này kiểu gì các bạn cũng sẽ làm đúng. Đề nào cũng sẽ có 3 câu ngữ pháp về đại từ, liên từ và lượng từ. Và hai câu hỏi về từ vựng. Thì hai câu hỏi về từ vựng này thường là các dạng câu hỏi để phân loại thí sinh. Các bạn sẽ chọn được từ dựa vào nghĩa của từ hoặc collocation. Thì hai câu từ vựng nó sẽ khó hơn. Đó, từ vựng thì sẽ khó hơn so với ngữ pháp. Thế là Lan Anh làm rồi ạ. À? Anna đang chạy deadline. Cô chào em. Cô chào Đặng Thu Hồng nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Imagine you are buying an apple in a supermarket. Which do you choose? One with a small brown mark or one without? Hãy tưởng tượng rằng bạn đang mua táo ở một siêu thị thì bạn sẽ chọn cái quả táo nào? Cái quả mà có cái dấu màu nâu nhỏ hay là cái quả mà không có? Thì thành thật mà nói thì bạn sẽ chọn cái quả táo mà trông nó hoàn hảo, đúng không? Ví dụ chúng ta đi chọn hoa quả, chúng ta chọn cái gì? Thì mình thường là chọn cái gì đó màu sắc nó đẹp, để nó không có cái dấu vết gì ở bên trên. Thì ở đây câu số 1 đáp án là các cái đại từ quan hệ. Thì các em biết là từ when mình sẽ dịch là khi nào, nó sẽ thay cho danh từ chỉ về thời gian. Từ who chỉ người, từ whose thay cho gì? Chỉ sở hữu đúng không? Theo sau sẽ là danh từ mà nó sở hữu. Còn từ which sẽ thay cho danh từ chỉ vật. Thì đằng trước là the apple. The apple you would go for. Thì cái từ go for ở đây nó giống như từ choose. Người ta không muốn lặp lại cái từ choose bên trên nữa thì người ta sẽ dùng từ go for. Đó, thành thật mà nói thì bạn sẽ chọn cái quả táo mà trông nó hoàn hảo. Ở đây câu 1 rất dễ dàng, chúng ta chọn được đáp án D. Đó, Dương Thùy Minh Nguyệt này, Đinh Thảo Hữu Phúc chọn D là đúng rồi. Đó, chúng ta đi thi như năm ngoái là chúng ta chọn đúng luôn. Yes, câu 1 chúng ta sẽ chọn D. Và supermarkets do this too. Và siêu thị thì họ cũng sẽ làm như vậy. But on a much larger scale, nhưng mà trên với một cái quy mô là lớn hơn, thì chúng ta có cái cụm từ này, các em ghi vào. Mình có cái cụm từ đó là a much larger scale, tức là trên một cái quy mô, trên một cái phạm vi như thế nào, trên một cái phạm vi lớn hơn. Và khi mua trái cây, rau củ quả từ gì? Những người nông dân, tức là siêu thị thì người ta cũng sẽ chọn như thế, người ta cũng sẽ chọn như mình khi mà họ chọn từ người nông dân. And what? Cái gì đó of the ones with marks on them. Vậy thì những cái quả, điều gì sẽ xảy ra với những quả táo mà có những cái vết ở trên những cái quả đấy? Thì họ sẽ vứt chúng đi. Thì cái từ throw away này, throw away tức là vứt bỏ đi, đúng không? Get rid of. So are the ones that are funny shape or sign. Những cái quả mà có hình thù theo kiểu ngộ nghĩnh hay là kích cỡ ngộ nghĩnh thì họ cũng sẽ bỏ đi. Ở đây câu số 2 là câu mà rất nhiều bạn trả lời sai.
Đó, câu số 2 đi thi về cô thấy rất nhiều bạn trả lời sai. Chúng ta không biết là mình sẽ chọn từ gì. Câu số 2 cô thấy là Huỳnh Tuyền thì chọn D, Trần Yến Nhi thì chọn D. Có bạn nào chọn đáp án A không nhỉ? Câu số 2 nếu như mà dựa vào nghĩa của ngữ cảnh, chúng ta sẽ dịch là điều gì sẽ xảy ra, ai cũng chọn cái quả đẹp đúng không? Ai cũng chọn quả đẹp, ai cũng chọn cái quả mà nó trông perfect. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra với những quả mà có những cái vết ở trên những cái quả đấy? Điều gì sẽ xảy ra? Thì khi muốn nói là điều gì sẽ xảy ra, chúng ta sẽ dùng từ happen. Nhưng các em chú ý ở đây nó không chỉ có từ happen mà nó còn có từ gì nữa? Còn có từ of nữa. Thế nên mình không thể nói happen of được, mà các em sẽ phải nói là become. Đó, xảy ra. Điều gì sẽ xảy ra với những quả mà có vết ở trên đấy? Thế nên câu số 2 đáp án đúng sẽ phải là become. Các bạn thấy hơi lạ đúng không? Thông thường chúng ta chỉ biết become là trở thành cái gì gì đấy thôi. Chứ mình không nghĩ là become nó lại mang nghĩa tương tự từ happen. Thì đây chính là một dạng collocation các bạn phải học là như thế. Become là một cụm từ cố định chúng ta sẽ phải học, chứ chúng ta sẽ không học từ riêng lẻ nhá. Còn từ depend, depend thì đi với giới từ on đấy. Nó tương tự như là rely on, mình sẽ dịch là dựa vào. Đó, tin tưởng vào. Nhưng mà nó không đúng về nghĩa, không thể là dịch là điều gì sẽ xảy ra dựa vào những cái quả đấy được. Đúng không? Nên mình không thể chọn như vậy được, rely on được. Còn apply, cái từ apply này mình sẽ dịch với nghĩa là áp dụng. Ứng dụng, ví dụ áp dụng ứng dụng vào thực tiễn chẳng hạn. Và apply nó còn mang nghĩa là bôi này. Đó, phết gọi là make up chẳng hạn. Gọi là trang điểm ấy. Và chúng ta có cái cụm từ rất hay gặp trong bài thi đó là apply for a job, tức là ứng tuyển cho một cái công việc. Thế ở đây sau khi chúng ta loại trừ thì câu số 2 các em sẽ chọn là đáp án D. Cô chữa hơi chậm, hơi đủng đỉnh một chút do bài này nó rất là dễ. Nó cô vừa đọc lại thì cô nghĩ là kể cho khoảng 3 4 bài thì nó sẽ ổn hơn ấy. Đó, cho 3 bài thì là hơi dễ. 2K5 thì cô sẽ chữa tầm đợt này cô chữa tầm 5 bài. Đó nhưng mà với 2K6 thì chữa 3 bài thôi. Đó, cho làm quen dần. Tiếp theo sang câu số 3, câu hỏi về lượng từ. Câu hỏi về lượng từ các em thấy là few, another, other và many là các cái lượng từ. Thì mình học rồi, lượng từ sẽ kết hợp với danh từ. Mình xét từ reason ở đây là một danh từ gì? Số ít. Thì chúng ta loại nhé. Chúng ta loại, chúng ta biết few và many nó sẽ đi với danh từ số nhiều. Đó, vậy nên là mình sẽ loại. Tại vì sao? Tại vì reason là danh từ số ít. Đúng không ạ? Hay là cũng loại luôn từ other luôn cơ. Sao loại nhiều thế? Ba cái thằng này nó sẽ đi với danh từ số nhiều, chỉ có another đi với danh từ số ít, hoặc một cái trường hợp khác nữa là another số đếm cộng danh từ số nhiều. Ví dụ như là wait me another 3 minutes đấy, như thế này thì chúng ta mới đi danh từ số nhiều. Thế thì nên vậy nên câu số 3 chúng ta sẽ chọn another, và các bạn sẽ dịch như thế nào? Một cái lý do khác. Đúng, một cái lý do khác cho cái hành động ở bên trên. Thế thì câu số 3, Yến Nhi này, Thanh Vân, Mì Nấm, Lan Anh, Phương Linh, các bạn chọn đáp án C. Chính xác. Một cái lý do khác cho mà gây lãng phí đó là người ta mua nhiều thực phẩm hơn cái mức mà họ có thể ăn. Và các cái siêu thị thì tìm mọi cách để khuyến khích cái điều này. Chẳng hạn như là họ sẽ đề ra các cái chương trình khuyến mại là mua một tặng một chẳng hạn. Các quốc gia phát triển thì lãng phí khoảng 650 triệu tấn thức ăn mỗi năm, và các quốc gia đang phát triển cũng vậy. Và về sau nhá, người ta nói cái sự lãng phí này nó xảy ra thì bây giờ mới là happen này. Cái sự lãng phí này nó xảy ra, nó diễn ra, thì cái từ for ở đây nó không phải là happen đi với for, mà for đi với reason. Nó xảy ra vì nhiều lý do khác nhau. Đấy, sự lãng phí xảy ra vì nhiều lý do khác nhau. Thế cái từ mà nó phù hợp ở đây ở câu số 4 nó phải là tuy nhiên, chứ không phải là kết quả là cái sự lãng phí xảy ra vì nhiều lý do khác nhau, hay là chẳng hạn như mặc dù sự lãng phí xảy ra vì nhiều lý do khác nhau. Thì với câu hỏi về liên từ các bạn sẽ dựa vào nghĩa.
Đấy, câu này sẽ dịch là do đó, as a result, do đó. Không, không, đây không phải là nguyên nhân kết quả mà do đó, đúng không? For example, đưa ra một cái ví dụ nó giống như là for instance. Đấy, đưa ra ví dụ. Chẳng hạn như là. Còn although thì mình sẽ dịch với nghĩa là mặc dù thì nó không đúng về nghĩa. Tuy nhiên cái sự lãng phí xảy ra do nhiều lý do khác nhau. Khi dân số thế giới gia tăng thì cái điều này nó sẽ chỉ làm sao? Nó sẽ chỉ a just wasn't improved hay là postponed. Khi dân số thế giới gia tăng thì cái điều này nó chỉ làm gì? Làm tồi tệ hơn, đúng không? Làm trầm trọng hơn cái tình hình đó. Thế thì cái động từ phù hợp ở đây nó sẽ phải là từ wasn't. Cái từ wasn't cô cho là một cái từ rất hay. Thông thường các bạn hay nghĩ là cái từ worst đúng không? Hay là the worst dùng trong so sánh hơn đấy. Nhưng mà wasn't là động từ. Có nghĩa là làm cho tình hình trở nên xấu đi, tồi tệ thêm. Nó tương tự như từ compound. Làm cho gọi cho làm cho tình hình xấu đi, tồi tệ hơn. Khi dân số thế giới gia tăng thì cái vấn đề này nó sẽ chỉ làm cho worsen thôi, cái vấn đề nó sẽ càng xấu đi, càng tồi tệ hơn. Vì vậy chúng ta cần phải hành động ngay lập tức. Thì cái từ take action ở đây, take action, do something, hành động. Còn bây giờ mình sẽ loại trừ tại sao không chọn address. Vấn đề này nó sẽ chỉ address đó. Cái từ adjust chúng ta sẽ dịch với nghĩa là điều chỉnh hay là thích nghi với môi trường, hay là điều chỉnh, modify, điều chỉnh hành vi, tính cách. Còn từ improve là cải thiện, từ postpone tức là trì hoãn, nó tương tự như từ put off. Đấy thì mình thấy là các đáp án khác nó không đúng về nghĩa khi mình ghép vào câu. Thì các em phải dịch thôi nhé, không phải không có một cái mẹo nào mà mình cứ nhìn hay là mình đoán được, mà chúng ta phải dịch, chúng ta phải hiểu, nên phải luyện dịch đi. Thì các bạn trong nhóm là cô đã cho những cái bản tin từ vựng, những cái bản tin ngắn ngắn như vậy để cho chúng ta luyện dịch. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang phần bài đọc nhá. Bài đọc này cũng lấy trong đề thi năm ngoái luôn. Đây, bài đọc rất là ngắn, các em thấy không? Trong khóa học của cô ấy thì bài đọc nó sẽ dài hơn một chút, nó nhiều từ vựng hơn. Còn đi thi ấy thì nó sẽ ngắn hơn. Nhiều bạn bảo là khi mà đã đọc các cái bài mà cô soạn ấy thì vào phòng thi đọc các cái bài của bộ cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng. Các bạn thấy không? Cái lượng từ nó rất là ngắn như thế này thôi và sẽ có 5 câu. Today we hear more and more about the importance of getting enough sleep. Ngày nay thì chúng ta nghe rất nhiều về cái tầm quan trọng của việc ngủ đủ giấc. Và ngủ thì có thể cung cấp năng lượng cho cả cơ thể và trí não của chúng ta. Nó cũng có thể ảnh hưởng tới feeling, behavior and memory. Đấy, có thể ảnh hưởng tới cái gì ạ? Tới cái cảm xúc của chúng ta, hành vi và cái khả năng ghi nhớ của chúng ta nữa. Vậy thì ở cái đoạn 1 này nó nói về cái tầm quan trọng của ngủ đủ giấc. The importance of getting enough sleep, đúng không? Cái đoạn này thì nó rất là ngắn nhưng mà có những cái đoạn thì nó rất là dài. Thì khi mà các em là đọc xong cái đoạn số 1 này, chúng ta phải xem đoạn này nói về cái gì. Nếu như mình đọc xong đoạn 1 mà mình vẫn chưa biết là cái đoạn này nói về cái gì ấy, mình vẫn cứ mơ hồ thì mình phải đọc lại. Cái đoạn 1 vô cùng quan trọng nhé. Vũ Thanh Vân bảo là em vừa làm vừa nhột luôn. Chắc là thiếu ngủ à? Thế thì ở đây chúng ta sẽ trả lời câu số 7. Khi các bạn đọc xong một đoạn, chúng ta sẽ tìm các cái câu hỏi liên quan đến cái đoạn đấy để mình trả lời. Câu số 7 người ta hỏi cái thông tin trong đoạn 1. Thông tin nào sau đây không được đề cập đến trong đoạn 1 như là một cái điều mà nó ảnh hưởng tới giấc ngủ? Memory, feeling và behavior có được đề cập không ạ? Có, chỉ có diet là một cái chế độ ăn không được đề cập thôi. Nên câu số 7 chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là diet. Các bạn thấy dễ không? Đề thi của bộ lớp lớp 12 đấy, đề thi vào đại học ấy. Nó quá dễ, thường là các cái bài đọc 5 câu này các bạn sẽ làm đúng hết. Bài đọc 5 câu chúng ta sẽ làm đúng hết. Sang đoạn số 2, studies ở đây dịch là các nghiên cứu chứ mình không dịch là việc học nhé. Các cái nghiên cứu thì đã chỉ ra rằng người dân ở các quốc gia ấy dành ít thời gian, người dân ở một số quốc gia
dành ít thời gian để ngủ và nhiều thời gian để làm việc. Nhưng cơ thể của chúng ta thì sẽ không thể work well, sẽ không thể là hoạt động tốt đúng không? Mà không có ngủ đủ giấc. Thì cái việc để mất 1 hoặc 2 giờ ngủ mỗi đêm và nó kéo dài trong một cái giai đoạn dài, nó có thể ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Đây là cái việc mất ngủ mỗi đêm, có khi là mình chỉ mất ngủ 1-2 tiếng thôi, nhưng mà kéo dài ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe chúng ta. Và chúng ta sẽ không thể làm việc trong nhiều giờ được. Đấy, nó dẫn đến những cái hậu quả gì? Chúng ta sẽ dễ dàng tức giận và thậm chí là chúng ta sẽ để mất cái IQ point nữa. Và điều đấy nó giải thích lý do tại sao nếu như không ngủ đủ giấc thì một người thông minh cũng sẽ gặp những cái vấn đề thực hiện các cái việc hàng ngày. Thế thì ở đoạn số 2 nó nói về cái hậu quả. Đó. Nói về cái gì? Hậu quả của việc không ngủ đủ giấc. Đấy, nó sẽ dẫn đến cái vấn đề này, sẽ dẫn đến cái vấn đề kia. Và cái từ intelligent các bạn thấy quen thuộc chưa? Những người thông minh đúng không? Chúng ta có một số những cái từ mà thể hiện từ thông minh. Ví dụ chúng ta dùng từ clever, chúng ta dùng từ bright, chúng ta dùng từ smart, hoặc là các bạn đôi khi các bạn còn dùng từ quick nữa, thì nó mang nghĩa theo là thông minh. Đó, dịch chúng ta sẽ dịch là những người thông minh, đấy, sáng dạ kiểu như vậy. Không thể là những người xấu xí, những người cẩn thận hay là những người tức giận được. Nên câu 9 chúng ta sẽ chọn là đáp án A. Và câu số 8 theo như đoạn 2, điều nào sau đây có thể là hậu quả của việc thiếu ngủ? Thì vừa ở đoạn số 2 chúng ta có đọc rồi. Hậu quả của việc thiếu ngủ là gì nhỉ? Cô thấy Minh Trường chọn A, Mì Nấm chọn A. Là cơ sức khỏe của chúng ta sẽ trở nên worse, đúng không? Sẽ trở nên xấu đi. Đáp án B là khi mà thiếu ngủ ấy thì sẽ có ít thời gian làm việc. Trong bài người ta nói, ở ngay dòng số 1 nhé, người ta nói là spend less time sleeping and more time working. More time working chứ không phải là less time to work. Thế nên B là sai. Đáp án C, khi mà thiếu ngủ thì có thể finish their daily task, sai chưa? Người ta không thể, đúng không? Trong bài người ta nói là have difficulty. Trong bài người ta nói ở dòng cuối cùng là have difficulty doing daily tasks, nghĩa là gặp khó khăn trong việc thực hiện các cái nhiệm vụ hàng ngày. Mà C thì nó ngược lại. Hay là thiếu ngủ mà lại cơ thể làm việc tốt hơn là sai. Trong bài người ta nói là our bodies cannot work well without enough sleep. Mình loại trừ hết nên đáp án đúng ở đây sẽ là đáp án A. Có một bạn hỏi là đọc xong mỗi đoạn là phải tóm tắt được nội dung của mỗi đoạn. Thường là cô chữa thì cô sẽ làm ra như vậy để cho các bạn hiểu rõ thôi. Chứ còn khi mà cô tự làm thì có khi là chỉ khoảng 3 phút là xong rồi. Nhưng mà bây giờ cô muốn diễn giải ra cho thật là chi tiết. Đấy, để những cái bạn mà chúng ta mất gốc, chúng ta không thể theo kịp được ấy, hay là chúng ta chưa đọc chúng ta cũng hiểu là cái đoạn này nói về cái gì chẳng hạn. Cô diễn giải ra thì nó sẽ dài như vậy thôi. Còn đi thi các bạn không nhất thiết, các bạn chỉ cần nhớ trong đầu là được, đúng không? Các bạn chỉ cần đoạn 1 nói về tầm quan trọng ngủ đủ giấc. Đó, không thì đọc xong đoạn số 2 chúng ta đoạn này nói về hậu quả. Các bạn không cần thiết phải ghi ra. Tại sao mà chúng ta phải có một cái câu nói như thế? Khi chúng ta tìm các cái đáp án liên quan đến câu hỏi ấy, thì mình sẽ lục lại cái trình tự ghi nhớ của mình. Liên quan đến hậu quả của việc ngủ không đủ giấc thì nó chính là ở đoạn 2, đúng không? Mình không cần thiết phải ghi ra, nhưng mà mình sẽ có một cái tóm tắt trong đầu mình như thế. Và đoạn số 3. Đoạn số 3 người ta nói các nghiên cứu đã chỉ ra rằng cái thời điểm trong năm ấy dường như cũng ảnh hưởng đến cái việc chúng ta ngủ nhiều. Cái nhu cầu về chúng ta ngủ nhiều. Và mọi người thường ngủ lâu hơn vào mùa đông, đôi khi là sẽ khoảng 14 giờ mỗi đêm. Tuy nhiên vào mùa hè thì họ đôi khi chỉ ngủ khoảng 6 giờ thôi, mà không gặp bất kỳ một cái vấn đề gì cả. Thế thì ở đây đoạn cuối nó nói về cái việc là nhu cầu, đúng không? Nhu cầu giấc ngủ khác nhau thông qua theo kiểu các cái thời điểm trong năm chẳng hạn. Đấy, mình không cần thiết phải ghi ra, nhưng mà mình hiểu như thế. Thế thì cái từ they ở đây là gì? Chúng ta đọc trong ngữ cảnh của câu thì they sometimes sleep nói về people, đúng không? Nói về con người nói chung. Câu 10 chúng ta sẽ chọn B. Và sau khi chúng ta đọc xong nhé, chúng ta sẽ trả lời câu hỏi ý chính. Thì cái việc mà vừa rồi ấy, các bạn tóm tắt, vừa rồi chúng ta tóm tắt từng đoạn ấy, nó hơi mất thời gian nhưng bây giờ lại vô cùng hữu ích này.
Đấy, vừa rồi chúng ta tóm tắt mất thời gian nhưng bây giờ vẫn rất hữu ích. Thì khi mà các bạn tìm ý chính ấy, các bạn sẽ thâu tóm những cái dòng chúng ta tóm tắt của từng đoạn ấy. Đấy, chúng ta sẽ thâu tóm các cái dòng chúng ta tóm tắt ở từng đoạn. Hoặc là trong một số đoạn ấy, nó có các cái câu topic sentence. Đấy, câu phát biểu chủ đề của từng đoạn thì chúng ta chỉ cần đọc lại cái câu phát biểu thôi, rồi chúng ta sẽ tìm ý chính. Và lưu ý cho cô, ý chính của bài nó phải bao quát hết cả bài, chứ không phải là ý chính của một đoạn nhé. Đây là ý chính của bài, phải bao quát hết cả bài. Thì đáp án A nói về cái lợi ích của việc thức dậy sớm, có đề cập đến thức dậy sớm không? Hay là cách để ngủ tốt hơn? Hay là những cái nguyên nhân gây ra sự thiếu ngủ? Không phải, đáp án đúng nói về the importance of sleep, nói về tầm quan trọng của sức khỏe. Nếu như không ngủ đủ giấc thì sẽ như thế nào? Đúng không ạ? Nên đáp án D là đáp án đúng nhất. Trần Gia Mẫn bảo là hè em ngủ hẳn 15 tiếng. Vậy cơ à? Huyền Trang, Đặng Thu Hồng, thực ra ấy, ở tuổi của các em chúng ta ăn được ngủ được thì người ta gọi là tiên rồi. Chúng ta ngủ được, bây giờ chúng ta cần phải học đúng không? Chúng ta bảo ôi giá mà đừng có buồn ngủ, hay là chúng ta phải tìm mọi cách để chúng ta không buồn ngủ. Nhưng mà chỉ khoảng vài chục năm nữa, khi các bạn tầm 50, 60, hay là những cái bạn mà còn rất trẻ nhưng mà chúng ta bị mất ngủ ấy, cảm giác nó kinh khủng lắm. Những cái bạn mà bị mất ngủ hay là bị đau nửa đầu ấy, mà khi mà thiếu ngủ ấy, họ muốn ngủ còn không ngủ được, cái cảm giác nó còn kinh khủng hơn. Nên là chúng ta ngủ được, đó, dễ ngủ cũng là một cái gọi là hồng ân ấy. Rồi chúng ta sang đoạn số 2 nhé. Ăn được ngủ được là tiên đúng không? Bây giờ chúng ta đang sang đoạn đoạn số 2. Thì cái bài đọc số 2 cũng ra trong đề thi năm ngoái rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đọc xem là nếu như năm ngoái chúng ta đi thi thì chúng ta có làm đúng hết không? The concept of traffic-free shopping areas goes back a long time. Ở đây chúng ta thấy người ta đề cập đến một cái cụm từ, đó chính là traffic-free shopping. Thì cái từ free ở đây hiểu như thế nào? Concept, cái khái niệm về cái việc mua sắm không có giao thông. Thì cái từ free ở đây tức là không nhá, giống như kiểu là free ship ấy, tức là không mất phí ship. Thì đây là free shopping, tức là mua sắm, traffic free shopping, tức là mua sắm mà không có giao thông. Thì cái khái niệm về cái việc mua sắm mà không có giao thông đó đã go back a long time. Thì cái từ goes back ở đây nó giống như là date back to hoặc là exist. Nó đã xuất hiện từ rất lâu rồi. Từ cái thời gì đây ạ? Từ cái thời trung cổ cơ. Các cái khu vực mua sắm không có giao thông thì được xây dựng ở các cái quốc gia Trung Đông. Đấy, vùng Trung Đông cho phép người ta mua sắm một cách thoải mái, và quan trọng hơn ấy là mua sắm một cách gì nhỉ? An toàn. Và quay trở lại 2000 năm trước thì những cái road traffic, nghĩa là những cái giao thông trên đường ấy, thì bị cấm. Nghĩa là từ 2000 năm trước họ đã văn minh như thế rồi nhá. Họ đã có road free traffic luôn. Nghĩa là có những cái con đường mà cấm giao thông luôn. Đấy, cấm giao thông khỏi cái central, khỏi cái khu vực trung tâm của Rome vào ban ngày để cho phép cái sự di chuyển của những người đi bộ. Đấy, người ta cấm giao thông là chỉ cho người đi bộ đi thôi. Vậy thì khi mà chúng ta đọc xong đoạn 1, nếu như đọc xong mà các bạn chẳng nhớ cái gì thì rất mất thời gian, chúng ta phải đọc lại. Nên phải hết sức tập trung, đọc xong chúng ta phải thấy là à, bài này nói về cái gì? Về traffic free shopping. Đúng không? Mua sắm không có giao thông thời trung cổ. Tiếp theo, chúng ta có trả lời được cái câu gì mà dựa vào ngay đoạn số 1 không nhỉ? Chúng ta lướt xuống câu hỏi. Các em lướt xuống câu hỏi thì không có cái câu nào nó hỏi là theo như đoạn 1 cả. Thì mình lại đọc tiếp sang đoạn 2. Đoạn số 2 người ta nói, đoạn 1 thì nói về thời trung cổ nhé, đoạn 2 nói về hiện đại rồi. Đoạn 2 là những cái con phố mua sắm không giao thông ở hiện đại ấy, thì nó xuất hiện ở châu Âu vào những năm 1960. Thì khi người ta dùng là in the 1960 mà có S ấy, chúng ta sẽ hiểu là người ta không chắc chắn thời điểm. Nó sẽ khoảng là từ 1960 đến 1969 chẳng hạn. Người ta bảo vào những cái năm đấy thì nó đã was born in Europe. Khi mà dân số thành phố và cái lượng sở hữu ô tô tăng lên
thì là những khí thải bụi bẩn từ những cái ô tô và cái nguy cơ nguy hiểm trong cái việc băng qua đường thì bắt đầu xuất hiện, khiến cho cái việc mua sắm nó trở nên nó sẽ là một cái trải nghiệm unpleasant, khó chịu và nguy hiểm. Và nhiều người tin rằng đã tới lúc để trải nghiệm những cái con phố mua sắm không có ô tô, những cái khu vực mua sắm dường như là tốt nhất để bắt đầu. Thế thì sau khi đọc xong đoạn 2, chúng ta thấy là bài này nó quay về gì? Quay về hiện tại rồi, quay về thời hiện đại rồi. Đúng không? Đoạn trên nói là free traffic shopping ở thời Trung cổ, và đoạn thứ hai nói về mua sắm ở hiện đại thì bắt đầu châu Âu 1960 này. Đấy, tại sao lại lại xuất hiện? Tại vì là dân số gia tăng, đúng không? Lượng xe gia tăng, khói bụi ô nhiễm rồi nguy hiểm. Cho nên là đã tới lúc phải có những cái con phố mua sắm mà không có giao thông. Thì sau khi đọc xong đoạn 2, chúng ta lướt xuống dưới. Có ngay, đúng không? Có ngay thông tin để chúng ta trả lời cho cái đoạn 2. Thì mình vừa mới đọc xong, bây giờ mình trả lời luôn thì mình sẽ không bị quên thông tin. Còn nếu như các em cứ đọc bài đọc từ đầu đến cuối rồi các bạn mới đọc câu hỏi ấy, là chúng ta sẽ quên thông tin. Thì mình cứ đọc đến đâu, mình tìm thông tin, mình trả lời đến đấy. Sang câu số 12, câu số 12 người ta hỏi gì đây ạ? Shopping became an unpleasant and unsafe experience due to pollution and, nghĩa là cái việc mua sắm trở thành một cái trải nghiệm nó không không thoải mái, đúng không? Và không an toàn do ô nhiễm và cái gì? Cái lý do là do ô nhiễm gì đấy nhở? Người ta có đề cập đến ô nhiễm này, dân số tăng nhanh này và tăng cái lượng xe ô tô. Đúng không ạ? Thế câu số 12 đáp án A là do giảm ô tô á, do giảm cái việc sở hữu ô tô, phải là do tăng chứ không phải do giảm. Ví dụ A là the increase thì mới đúng. Còn đáp án B là do sự xuất hiện của những cái tuyến đường mua sắm không có ô tô. Nó sai ở cái từ free, đúng không? Làm sao mà trải nghiệm không an toàn là do không có ô tô được. Thế thì ở đây đáp án đúng sẽ là do cái nguy cơ liên quan đến việc băng qua đường. Đấy, lượng ô tô nó nhiều, đúng không? Thì nguy cơ đến việc băng qua đường. Nên chúng ta sẽ chọn đáp án C. Và đáp án D nói về cái trải nghiệm những cái con phố mà không có ô tô là sai. Nếu mà đã không có ô tô ấy thì làm sao mà unsafe experience được. Nên câu 12 chúng ta sẽ chọn đáp án C. Cô thấy Trần Nguyễn Bảo Minh và Phương Linh chọn đáp án C đúng rồi. Nguyễn Văn Tài bảo là cô ơi chưa học hết ngữ pháp trong khóa mà cô sắp khai giảng khóa từ ngữ đọc hiểu rồi. Cái đấy là do các bạn vào sau thôi. Các em vào sau thì các bạn phải học song song cả ngữ pháp và từ vựng thôi. Còn những bạn mà đã theo học từ sớm thì các bạn có thời gian để các bạn học rồi. Thế nên người ta bảo là xuất phát sớm là một lợi thế. Nếu chúng ta cứ chần chừ chúng ta vào học sau ấy thì mình sẽ mất thời gian hơn. Đấy, trong khi các bạn học xong hết rồi thì bây giờ mình mới bắt đầu chẳng hạn. Thì các bạn sẽ phải chịu khó hơn, sẽ phải chăm chỉ hơn. Câu số 13 người ta hỏi từ they ở đoạn 3 và từ prosper ở đoạn 4. Thì bây giờ chúng ta sẽ đọc sang đoạn 3 xem từ they và từ prosper ở đoạn 4 là gì. Người ta nói là ban đầu ấy thì có một cái sự resistance from. Cái từ resistance các em ghi vào tức là một cái sự kháng cự, đúng không? Sự phản đối từ những cái chủ cửa hàng. Tức là chủ cửa hàng ban đầu người ta không thích là những cái khu phố mà không có mua sắm, và người ta cho rằng là mọi người sẽ tránh những cái con phố nếu như mà họ không thể đi vào bằng ô tô của họ. Họ cũng có lý do của họ, đúng không? Bây giờ mà người ta đi ô tô mà người ta phải đi cất ô tô, người ta đi bộ vào người ta mua sắm thì sẽ rất là bất tiện, nên là các cái chủ cửa hàng người ta phản đối, người ta resist đó. Và khi mà cái tuyến phố đầu tiên ở châu Âu ấy định bị đóng cửa giao thông ấy thì có cái noisy demonstration, thì có những cái cuộc biểu tình rất là ồn ào, và nhiều trong số đó là shopkeeper, họ cho rằng là họ sẽ mất khách hàng. Vậy thì they ở đây đề cập đến gì? Đến shopkeepers. Chúng ta đặt ra câu hỏi ai là người để mất khách hàng, đúng không? Ai là người để mất khách hàng thì chắc chắn phải là shopkeepers để mất khách hàng rồi. Đó, vậy nên câu số 13 chúng ta sẽ chọn là đáp án D, chứ không thể là những chiếc ô tô để mất khách hàng, những con phố để mất khách hàng, hay là những cái cuộc biểu tình để mất khách hàng. Câu số 13 chúng ta chọn D. Và các bạn đọc sang đoạn cuối cùng để trả lời từ Prosper và câu hỏi còn lại.
Người ta nói với sự xuất hiện của những cái con phố không có giao thông thì rất nhiều cửa hàng, đặc biệt là những cửa hàng. Cái từ those ở đây người ta không muốn lặp lại từ shops nữa, người ta dùng từ those. Đặc biệt là những cửa hàng bán những cái đồ như là quần áo, thực phẩm hay là những cái vật dụng nó trang trọng, nó nhỏ hơn thì lại rất là thịnh vượng, rất là phát triển luôn. Đấy, nhiều cửa hàng bán những cái món đồ như thế này thì rất là phát triển. Và đằng sau người ta nói không may, đấy không may thay thì những cái cửa hàng bán nội thất này hay là bán các cái thiết bị điện tử ấy thì lại thấy giảm về doanh thu. Và nhiều trong số những cái cửa hàng này thì bị buộc phải chuyển sang nơi khác, cách xa trung tâm thành phố. Thế thì ở đây chúng ta thấy là có hai cái đối trọng, đúng không? Có những cái mặt hàng, có những cái cửa hàng thì rất là phát triển, đấy ăn nên làm ra, còn những cái cửa hàng thì lại làm sao suy giảm về doanh số và buộc phải chuyển đi xa. Thế thì ở đây câu số 14 từ prosper có nghĩa là gì? Chắc chắn là phải là thành công rồi, đúng không? Họ rất là làm ăn phát đạt, cái từ prosper tức là phát đạt, là thịnh vượng. Đó, còn đáp án A từ enrich tức là làm giàu. Ví dụ làm giàu thêm vốn hiểu biết, làm giàu về đất đai. Từ construct tức là xây dựng, còn từ widen là mở rộng. Nó không đúng về ngữ cảnh. Đang nói để về cái việc là buôn bán kinh doanh, đúng không? Buôn bán kinh doanh thì phải là làm ăn phát đạt chứ. Nên câu 14 chúng ta chọn đáp án D. Và câu số 15, câu cuối cùng. Câu 15 người ta hỏi những thông tin nào sau đây là không đúng nhỉ? Theo như cái đoạn trên. Thì bây giờ mình sẽ loại trừ này. Không đúng chứng tỏ là có 3 đáp án đúng. Đáp án A, cái ý tưởng xây dựng những cái con phố không mua sắm thì không phải là mới. Có đúng không? Chính xác. Đúng là nó không phải là mới tại vì nó đã có từ thời Trung cổ rồi. Đáp án A xuất hiện ở đoạn số 1. Nó đã xuất hiện từ Middle Age rồi, đúng không? Từ thời Trung cổ rồi nên nó không phải là mới, vậy nên A là true. Đáp án B là những cái con phố mua sắm không có giao thông hiện đại ấy, thì được xây dựng lần đầu tiên ở Trung Đông vào những cái năm 1960. Chúng ta thấy ở đây nó not true ở cái câu là nó được xây dựng lần đầu tiên ở Trung Đông, đúng không? Chúng ta thấy là ở ngay đoạn số 1 ấy, người ta nói là khu vực Trung Đông mà. Đây nhá, người ta đoạn số 1 người ta nói là traffic free shopping areas were built in Middle Eastern countries, từ cái thời mà Middle Ages cơ mà. Chứ có phải là từ những năm 1960 đâu. Đấy, nó sai cái từ first build. Nó sai từ first build. Và đáp án C là 2000 năm trước thì là ở trung tâm Rome ấy đã cấm road traffic ban ngày để cho những cái người đi bộ di chuyển một cách thoải mái. Đáp án C ở đoạn 3 là đúng này. Và đáp án D, những người mua sắm, à quên mất, những cái người bán hàng, shopkeepers thì là không hài lòng với cái việc xây dựng những cái ban đầu thì họ không hài lòng. Yes. Thông tin đoạn số 3, ban đầu thì họ không không hài lòng, đúng không? Họ phản đối và họ biểu tình luôn. Thì sau khi chúng ta đọc hết thì các bạn thấy đáp án B là đáp án not true. Cái từ nó thể hiện not true ở đây là từ first built. Những câu hỏi về ý chính và tiêu đề thì bao giờ các bạn cũng sẽ làm sau cùng. Ý chính và tiêu đề bao giờ mình sẽ làm sau cùng để mình tổng hợp hết các cái thông tin trong bài. Bài nói về cái gì? Câu số 11 là câu mà cô thấy ấy, cái năm ngoái thi xong ấy cũng có cái sự tranh cãi. Có sự tranh cãi là không biết đáp án gì mới đúng, đúng không? Thì đáp án A nói về cái nhu cầu mua sắm mà lại không dùng tiền mặt. Mình sẽ loại trừ bài này có nói được gì đề cập đến việc tiền mặt hay không tiền mặt không. Đó, còn đáp án B nhu cầu một cái khu phố mua sắm. Cái này nó chưa đủ, nó phải là free traffic shopping thì mới đúng. Còn nếu mà chỉ nói về treat shopping thì nó quá là rộng. Đúng, mình không biết là treat shopping là sẽ mua sắm trên phố như thế nào. Đúng không? Thế này không thể treat shopping ok được. Còn đáp án D nói về shopkeepers only. Vừa rồi mình mới đọc xong shopkeepers là gì? Là những chủ cửa hàng. Thế bài này nói về chỉ những chủ cửa hàng à? Để nó gây nhiễu cái đáp án D này. Để nó gây nhiễu với đáp án C. Đáp án C người ta dùng paraphrase, người ta dùng từ pedestrians. Cái từ pedestrians tức là dành cho người đi bộ.
Thế nào gọi là dành cho người đi bộ, tức là free shopping areas? Đó là những cái con phố mua sắm không có gì, không có giao thông. Đó, free traffic free shopping areas. Tức là chỉ dành cho người đi bộ thôi. Đây, từ này nó sẽ tương tự như từ traffic free. Có đúng là những cái bài này nó tập trung vào những cái khu vực mua sắm mà không có giao thông. Không có giao thông để làm gì? Để người đi bộ có thể thoải mái mua sắm mà không phải lo lắng về nguy cơ băng qua đường hay là lo lắng về an toàn. Các bạn thấy đáp án C nó quá là ok chưa? Thế nên chúng ta sẽ chọn đáp án C là đáp án đúng. Đấy, cô chữa xong rồi thì cái lượt view nó mới tăng lên là sao đấy nhỉ? Các bạn vào sau, cô chữa xong hết rồi nha. Các em thấy không? Các bạn thấy cô chăm chỉ không? Hôm nay là công ty Map Study cho nhân viên đi du lịch trên du thuyền luôn các bạn. Các bạn thấy thầy Ngọc Anh rất là chịu chi đúng không? Rất là quan tâm đến đời sống giáo viên và nhân viên. Thì thầy công ty tổ chức cho toàn bộ giáo viên và nhân viên đi du thuyền một ngày một đêm ở Vịnh Hạ Long. Cô thì mai cô mới đi được. Đó, mai cô sẽ đi vào ngày mai ngày kia thì thứ bảy cô sẽ về. Tối thứ bảy cô sẽ phải livestream trong nhóm kín và chủ nhật thì cô sẽ hẹn gặp lại các em trên fanpage nha. Các bạn trên fanpage thì hẹn gặp lại tất cả các em vào tối chủ nhật. Còn các bạn nhóm kín thì chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào tối thứ bảy nha. Rồi, bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Sona goodbye, see you. Cô chào tất cả các em nha.